Chào các bạn, không biết là các bạn nhà mình đã thực hiện hết các clip mà Tăng Đại Dương đã giới thiệu cho các bạn chưa ạ? Thì hôm nay thì Tăng Đại Dương tiếp tục giới thiệu cho bạn cách làm một loài hoa cũng vô cùng đơn giản và không kém phần xinh xắn, đó là hoa mộc lan. Đây. Và nguyên liệu thì gồm những gì? Liệu sẽ giới thiệu cho các bạn đi được. Về nguyên liệu thì nó cũng rất là đơn giản, nó cũng giống như là những cái loại hoa trước mà các bạn đã làm. Thì nó cũng gồm có như là giấy nhúng, keo quấn thân hình cây ha. Và đây là những cái que. Những cái que này thì các bạn có thể mua những cái cây que ở nhà sách, nó có bán sẵn những cái cây que hình cây luôn, hoặc là các bạn sử dụng những cái que xin que giống như đợt trước mình có giới thiệu. Thì cái nguyên liệu của nó sẽ giống như là về làm hoa tulip, là chúng ta cũng phải cần có một cuộn chỉ để chúng ta quấn cái phần đuôi thân này lại. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải có thước cũng như là kéo bút để chúng ta kẻ vẽ và canh cái kích thước đường kính của nó cho nó phù hợp. Thì cái nguyên liệu nó rất là đơn giản, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu các bạn nhé. Một ngày mai khi nắng lên xanh ngời, chào ngày mai sẽ đến cùng giấc mơ. Lòng chợt thấy nôn nao, tương lai sẽ thế nào, thành công hay không nên bắt đầu từ đâu. Đừng ngại chi, đã có chúng tôi, người mang đến những ánh sáng cùng ước mơ. Bạn sẽ có những ước muốn, những vinh quang không ngờ. Còn người chi bạn ơi, tại sao không đến với chúng tôi? Du học tân đại dương, đi khắp phương trời. Du học ngày mai, tương lai tràn trên đôi tay chúng ta. Du học tân đại dương, mang đến hy vọng cho bạn niềm tin, cho bạn ánh sáng của ước mơ. Du học tân đại dương, thế giới trong tay bạn. Du học cùng tôi, cùng bạn bè trên khắp năm châu. Du học tân đại dương, đem đến những khát vọng. Nếu muốn thành đạt, hãy đến với chúng tôi. Du học tân đại dương. Một ngày mai khi nắng lên xanh ngời, chào ngày mai sẽ đến cùng giấc mơ. Lòng chợt thấy nôn nao, tương lai sẽ thế nào, thành công hay không nên bắt đầu từ đâu. Đừng ngại chi, đã có chúng tôi, người mang đến những ánh sáng cùng ước mơ. Bạn sẽ có những ước muốn, những vinh quang không ngờ. Còn ngại chi bạn đời, tại sao không đến với chúng tôi? Du học tân đại dương, đi khắp phương trời. Du học ngày mai, tương lai tràn trên đôi tay chúng ta. Du học tân đại dương, mang đến hy vọng cho bạn niềm tin, cho bạn ánh sáng của ước mơ. Du học tân đại dương, thế giới trong tay bạn. Du học cùng tôi, cùng bạn bè trên khắp năm châu. Du học tân đại dương, đem đến những khát vọng. Nếu muốn thành đạt, hãy đến với chúng. Rất đơn giản đúng không các bạn? Còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm ngay một cái chậu hoa mộc lan để trang trí cho cái góc học tập hay là góc văn phòng của mình. Cái điều này nó sẽ rất là thu hút đó ha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.